Ok, hôm nay gia đình nhà mình lại có một chuyến đi nhỏ. Mình sẽ đi chơi gần thôi. Đi tắm biển luôn, nha, biển nước mặn luôn. Sẽ đi 2 ngày. Bây giờ đi ngay đây. Đâu đi nhìn gì con? Ok nha, bây giờ đi. Ok, đến rồi anh ba ơi. Nhanh nào, nắng quá bố dắt con. Nó chạy vào đi, con chạy vào đi. Đi thôi. Ok, bây giờ nhà mình sẽ vào đây ăn trưa đã nha. Xong mới đi nhận phòng. Mọi người, các bạn thấy outfit của anh Ba hôm nay có đẹp không? Quá đẹp luôn. Ba ơi, con đi đâu đây? Đúng rồi, nguy hiểm nhá. Nguy hiểm. Ok, cầm tay nhau. Cái áo xuống. Chạy nhanh thật. Đây, Daddy thích ăn rau, con tìm rau cho bố đi. Đây á. Đúng rồi, con gọi rau cho bố nhá. Con thích cái gì nào? Em thích cái nào? Bạn tôm. À, con thích tôm, ok. Ok, bố gọi bạn tôm cho con nhá. Em bảo là em xui. Không phải em xui. Em xui bánh bao ơi, con gọi cháo cho em Su nhá. Đấy. Đúng rồi. Đây. Ừ.
cơm sen này. Cơm hấp lá sen. Đây là leo em quay bên này. Đây là củ kiệu, gân củ kiệu. Gân bò. Ông Cao có ăn gì đấy? Đây là củ gì đấy? Bạn ăn củ gì đấy con? Su hào à? À su su. Cà rốt. Con ăn hết đi nhá. Ghê sợ su. Ok, đây là đồ ăn của ngày hôm nay. Em trai từ Cần Thơ ra đây luôn. Đây là bạn trai miền Tây. Rất là đáng yêu. Ok, hôm nay mình sẽ có những món đây là thịt luộc chấm tôm chua này. Đây là bánh nó kiểu như là bánh xèo ấy. Đây là liệu. Đây là cơm hạt sen. Chúc cho ok. Bánh Bao vừa ngủ dậy xong, ngoài đến là mệt quá là Bánh Bao đi ngủ luôn. Thế Bánh Bao chờ bố review qua một chút để căn phòng để xong rồi chúng ta đi bơi nhá. Đây. Đây, hôm nay Bánh Bao thuê một căn phòng ở Vinhome Ocean Park. Đấy, view nhìn thẳng sang đây là trường đại học VinUni này. Đấy. Đấy. Thì đằng kia là trung tâm thương mại nè, rồi là có hồ nè. Bên này là khu biệt thự này. Nói chung bên này rất là đẹp. Ok, đây, đi vào phòng đây. Đây là một căn hộ có 3 phòng ngủ. Có bếp này, tủ lạnh này, bàn ăn này. Đây là em Su với Bánh Bao đấy. Ok. Đây là có nhà vệ sinh này. Đây, Bánh Bao chọn căn phòng này. Căn phòng này view thẳng ra Đại học VinUni đây. Đây là đại học nói chung là sang xịn và chắc là đắt nhất Việt Nam. Đấy, trong này thì cũng đầy đủ hết các đồ dùng tiện ích. Đây, bên này có một phòng ngủ nhỏ. Đây có tủ quần áo nè. View sang nội khu. Khu chung. Đây, các tòa chung cư bên cạnh đây. Nói chung căn này là căn góc rất là thoáng. Ok, đi bơi thôi. Đi bơi thôi, đi thôi. Ok rồi. Đi thôi Bao ơi. Đi nào. Bố cầm hộ con một cái phao nhá. Bao ơi, con đi lên đây Bao ơi. Con đi lên đây nhá, đợi bố lấy xe nhá. Con lên đây nào. Chào ba bạn, ba là đất tiên. Con một bạn. Đất tiên, đất phu. Bánh Bu là ai con? Bánh Bu là đất tiên, Bánh Bu. Bánh Bao chứ. Các bạn đây. Tạm biệt các bạn nhé. Tạm biệt các bạn nhé.
Ấy sao ơi, biển xanh cát trắng kìa. Qua mấy cái đi bắt. Ok, thế bây giờ bố đưa con đến ra bơi nhé. Bơi thôi. Bố nồi ra nào. Ok, bố ra nghỉ cát với con nhá. Bố nồi đây. Ok, nha. Thế con có xuống bơi không? Bánh ba con có đi bơi với bố không? Bố đi cát với con không? Bố nồi đây nào. Ok nha. Ra ngồi với con nhá. Con thân cát vũ bẩn đấy. Thân cát vũ bẩn đấy. Mẹ thông chưa? Ok chưa? Ok, đi lên kia đây, không nghe đi sao? Đi, con mình đi bơi thôi. Bố cậu con nhá. À. Con thân cát đi. Bánh bao ơi, con ngẩng mặt lên cho chị chụp kiểu ảnh nào, cho chị xin kiểu ảnh nào. Đúng rồi, bánh bao giơ tay đúng rồi. Bánh bao ơi, con nhìn bố đi cho chị chụp kiểu ảnh nào. Ok nhá, yêu quá. Rồi, bánh bao thay bikini rồi. Con nghỉ cát có vui không? Ok. Đấy, hôm nay mình bảo là đưa bánh bao đi biển ấy. Cũng là có là cát trắng, có nước mặn, thế nên là biển nhân tạo. Đấy. Rất là đẹp, hôm nay trời rất là đẹp. Biển xanh, cát trắng. Hôm nay thì chưa có đông người ở đây. Đấy, bên kia là toàn biệt thự trăm tỷ cả. Bên này là trung tâm thương mại này. Quá đẹp luôn. Đẹp quá. Ô, hai chị em yêu quá. Con đắp cát với em Su hả Bánh Bao? Em su. Đi vào nhẹ nhàng thôi, vào mắt em đấy. Đấy tao ơi, bố lắp cát lên người con nhá. Đấy tao ơi. Đấy tao ơi. Con ngồi đây. Em ngồi xuống. Đấy tao ngồi vào đây. Thế bố mặc giúp con nhá. Ok, bố tháo ra nhá. Thế con mặc phao rồi đi bơi nhá. Bố ơi, ngồi đây nào. Bố ngồi vào trong này á. Con ngồi trước. Ok. Anh kéo cát. Con đứng dậy á, để bố ngồi vào, con kéo cát nhá. Mọi người nói kéo cho dễ. Đây, từ từ, ngồi trước này. Lên. Đây, từ từ. Đây, đứng lên mày bảo. Ra.
Đây, chào bà con. Sẽ đắp cho con nhá. Nào, một kẹo anh vào nhá. Đi luôn anh. Đi mẹ ra như thế nào. Cái quyền kéo thẳng ra trên sáng. Sáng. Rồi. Mẹ cho con xuống bơi. Mẹ chưa? Mỏi quá. Anh lấy áo lau mũi con cái. Mũi lau mũi con nhá. Nào bao ơi. Nè, mũi con. Ok. Bật. Ok. Bơi nhá. Đi chừa mát quá, nước mát quá. Anh ra xếp đây, xem có thông thường không quay được. Con đi vào mẹ, đi vào mẹ để mẹ đeo phao con. Đi vào mẹ nào. Đây để bố vào quần áo con nhé. Anh đeo phao cho con nha. Báo ơi, báo nhìn mẹ này báo, cả mẹ đi không? Nào, tay con chạm vào đây. Chạm tay này vào đây. Mẹ báo cứ ra nắng má nó có hồng hồng vậy. Đấy, hai chị kia báo. Chào chị nha, chào chị nha. Đấy, hai chị kia báo. Con cho hai chị chơi cùng con. Con bảo hai chị đi bơi với em. Đi nào ơi, bố con mình xuống bơi đi. Đi đấy. Chạy nào. Nào, con chạy xuống bố nào. Bao giờ đánh sao. Xuống bố nào. À, nổi nào. Con có thích không? Bơi vào bố nào. Bơi vào như nào. Bơi vào bố. Đẹp chân. Bơi vào bố lên, đạp chân đạp tay đi. Bơi vào bố. Được rồi. Bơi siêu quá. Lấy bao bơi siêu quá. Bơi ra bố nhá. Nào lại bơi ra bố tiếp. Ôi, cái chân. Bố ra xa chứ. Ra xa. Eo su này, hai chị em mở lần nhau đi. Chơi xu ra sao đấy? Bao ơi! Sao con? Đau đâu? Đau đâu con? Đau đâu? Bơi đi! Mẹ đi gì mẹ đâu? Bơi cho bố! Ok, bố con mình đi bơi nhá! Kệ mẹ nhá! Mà mẹ đi về đi chả? Bơi đi! Con ra bố nào? Con ra bố nào? Mày ra bố? Mày ra bố? Con để nhảy. Được. Nào, đây đứng ra ơi. Đi ăn tối rồi. Đấy tao con ăn gì? Nào, ăn kem không? Đẹp chê nhỉ? Mà không thì bố mua. Đó. Ừ, thì bố mua cái quần này cho con nhá. Vâng ạ.
Ok. Con mặc hay làm con mua cho ai? Con mua cho mẹ nhà con. Ok. Mẹ mặc cái này nhá. Thế bố mặc cái nào? Bố mặc quần đen đen đẹp. Bố mặc quần này. Bố mặc quần này, thế con mặc quần này. Mặc quần này. Con đâu rồi? Thế con mặc quần nào? Con mặc áo này. Con mặc áo này luôn nhá. Thế nào bố thử cho con à? Thế con đâu bố thử cho? Để ăn con bò anh quá. Muốn đòi mẹ. Lấy đồ ăn cho con ăn nhé. Ừ, ok nhé. Bỏ con. Bỏ đây đâu. Thơm một cả. Bánh bao ơi, con ăn gì đấy? Có ngon không con? Anh bao con cho bố một hạt nhé. Ok, cảm ơn con. Thế con bóc cho bố được không? Con bóc cho bố nhé. Gì vậy? Bố có, thế con bóc cho bố nhé. Con bóc cho bố được không? Con bóc bón cho bố nhá. Lẩu ba la, lẩu đầy bắp. Đâu, một chút một hạt nào. Cảm ơn bố. Cảm ơn anh nhiều nữa. Ok nha, bây giờ để bố nhúng vào. Chị ơi, đừng con ơi, đồ sống đấy. Để bố nấu chín hết cho mọi người nhá. Lấy chín xong thì bố lấy cho con nhá. Đấy, hôm nay là tối nay sẽ ăn lẩu này. Lẩu thịt bò này, các loại thịt bò này. Okay. Thế con ăn bạn gì hả bánh bao? Hoa mặn bò. Nào ăn miếng nữa nào. Ăn miếng nữa nào. Bánh bao ơi, con làm gì đấy, không lấy cái đấy đâu. Con chọn đồ cho mẹ con. Con chọn đồ cho mẹ Leo á? Con chọn đồ cho mẹ con. Thế con lấy cái nào nào? Lấy cái đấy cho mẹ nhá. Cái này tốt hơn. Đây mẹ hả? Đây con đây mẹ có muộn không? Con chọn cái gì nào?